Chào anh em, xin chào các bác. Mặc dù bán rất nhiều dây từ ông nọ nhưng mà số lượng dây rất nhiều nên là vẫn còn khá nhiều anh em nhé. Ngày nào cũng gửi đi tầm hơn 10 bộ hoặc là 10 bộ. Toàn các bác mua hai dây liền này các bác ơi. Đó, vẫn còn rất nhiều dây hàng tồn kho của Đức anh em nhé. Thì lại quay lại cho bác nào chưa mua hoặc bác nào chưa xem biết, đây là những cuộn dây AV của Đức, hàng tồn kho. Gọi quen nó là dây bãi đi nhưng nó thật ra nó là hàng tồn kho, nó còn rất mới luôn. Minh chứng là đầu dây, có nghĩa là đầu rắc AV như mới tinh luôn, cũng như là dây còn rất đẹp mới. Đây là tầm 2-3 cuộn nhá. Ở trên kia tôi còn là 2 cuộn nữa kìa anh em này. Bởi vì lấy về gần 200 dây cơ mà. Đây là số lượng nó rất nhiều, người bán rất nhiều từ mọi hôm rồi. Các bác nào có nhu cầu thì cửa hàng cứ đặt hàng như các bác này, nhắn tin địa chỉ rõ ràng, cửa hàng lại gói gửi cho anh em đến tận nơi qua dịch vụ Viettel. Thì các bác sẽ thanh toán tiền với họ. Giá là 200.000 một giây không bao cước vận chuyển anh em nhé. Bởi vì có bác ở gần, có bác ở xa. Nếu các bác ở xa thì tiền cước nó sẽ tầm 30 đến 40.000 tiền vận chuyển. Còn ở Hà Nội thì những cái cước vận chuyển nó sẽ là 17.000 đồng một cái dây này. Đó là qua dịch vụ Viettel thì tôi gửi nhiều, tôi biết điều đó. Nó rất xịn so với những cái dây mà các bác, nếu mà các bác đã chơi dây tàu, những cái dây rẻ tầm vài chục nghìn anh em nhá. Nó xịn là những cái gì? Đây tôi lại nhắc lại là cái đầu này này. Đây là đầu đúc nha, đầu đúc từ nhà máy đây. Hàng tồn kho của Đức gửi về. Dây của hãng Steiner. Đây. Anh em có thể nhìn thấy không? Nó chỉ bám bẩn bụi một chút thôi. Còn dây cực kỳ chắc chắn luôn. Và đầu dây không hề có một vết gì cả. Cái viền kim loại cực âm này nó dày, nó chắc. Đầu trong nó cứng. Như vậy thì làm gì? Như vậy thì nó sẽ rất bền theo thời gian anh em cắm. Nó sẽ không bị mo ve. Nghĩa là xảy ra tiếng sôi, tiếng ù. Những cái dây mà kém chất lượng, chẳng hạn như những cái dây này, nếu các bác dùng thời gian đầu thì vẫn rất ok. Đây, như dây này. Tôi vẫn phải lấy cái này ra minh chứng cho anh em này. Dây này là dây Choicy của Trung Quốc này. Cái viền này nó mỏng dính so với cái viền kia, thì cái viền kia cứng gấp 10 lần cái này. Cái này rất mỏng nhá. Thì khi các bác cắm ra cắm vào thì nó sẽ bị vỡ hoặc nó tuét ra, hoặc trường hợp là nó gãy thì nó sẽ thiếu mát. Thiếu mát thì nó sẽ ra tiếng gì? Nó sẽ ra tiếng sôi, tiếng ủ ở âm ly hoặc lọc nhạc. Nhiều trường hợp các bác mua âm ly hoặc lọc nhạc về nó sôi nó ù thì các bác phải kiểm tra dây nha, bởi vì sẽ xảy ra đến 90% là do dây cắm. Dây cắm này quan trọng lắm anh em ạ. Bởi vì những cái dây rẻ tiền này này, cái lõi bên trong nó cực kỳ mỏng may. Nó chỉ như là vài sợi tóc nó ở bên trong thôi. Còn những cái dây như thế này thì bên trong lõi nó cực kỳ tốt, cũng như là đầu dây nó xịn. Thì anh em cắm thì các bác cắm vô tư ok đi. Nghĩa là các bác cắm thoải mái và độ bền của nó gần như là tuyệt đối theo thời gian. Trừ khi là mình cắm phá nó đi thì nó mới hỏng thôi. Còn cái dây này tôi đảm bảo các bác độ bền gần như là tuyệt đối cho anh em. Còn cái dây này thì độ bền nó sẽ được theo thời gian anh em rút ra rút vào nhiều, hoặc là oxy hóa nó sẽ hỏng theo thời gian ngắn thôi. Còn cái dây này thì độ bền lên rất cao. Đó, anh em đặt hàng thì cửa hàng sẽ gói gửi cho anh em qua dịch vụ Viettel. Một dây cũng gửi anh em nhé, hai dây thì càng tốt, ba dây càng tốt, bốn dây càng tốt. Có những bác mua nhiều 4-5 dây luôn, khách hàng Đà Nẵng hoặc trong Sài Gòn. Từ mọi hôm gửi đi rất nhiều nhưng bởi vì số lượng nhập về rất nhiều nên là nó vẫn còn khá nhiều. Nên là vẫn quay đi quay lại để anh em nắm được, để cửa hàng có thể gửi hàng cho các bác đến tận nơi anh em xem. Ok thì lấy, không ok thì thôi. Chắc chắn là các bác sẽ nhận, bởi vì nếu các bác có nhu cầu thật, bởi vì dây này nó tốt thật sự luôn. Bởi vì những khách hàng đã mua ở cửa hàng tôi những dây này nha, trong tuần trước các bác ấy đều nhắn tin gọi điện lại nói là cái dây tốt thật so với những cái dây mà của Trung Quốc. Nó chắc chắn âm thanh nó hay hơn này. Đó là chia sẻ thật cho anh em. Một bác ở Nam Định với lại một bác Sài Gòn đã nhắn tin gọi điện lại cảm ơn luôn. Xin cảm ơn anh em đã tin tưởng. Đó, báo rất rõ và nói rất rõ. Và anh em lưu ý là dây này là 1m9 chiều dài. 1m9 chiều dài. Kia là đang gửi đi Nam Định với lại Hưng Yên. Hai cái gói hàng kìa.
xin chào, hẹn gặp lại.